Bên đoàn tham quan du lịch Huế, xích lô Huế Việt Nam. Bên đoàn dài luôn, họ chở khách đi tham quan nội thành, trong đó có khu vực hồ Tịnh Tâm mọi người. Ngày hôm nay là ngày 24 tháng 10 2022, tình hình sự Huế thời tiết là có nắng, nắng le lói, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C mọi người. Đó, dự báo mưa thì khả năng mưa thì khoảng 60%, tức là cũng khó có mưa đó. 50-60% vì trời cũng không đến nỗi u ám xám xịt. Ở đây khu vực Tịnh Tâm rất nhiều khán giả nhắn tin em vui hỏi hồ Tịnh Tâm lũ lụt ra sao. Tình hình trống ní thì thực sự là nước ứ lũ, nhưng mà lụt thôi, dạng bị lụt chứ không phải nước lũ nó về được phía trong đây mọi người. Cho nên hai dòng nước của hai hồ mọi người thấy này, nó chờ bây giờ nước mưa nó đen thôi chứ không phải đục như cả cái sông, hệ thống sông. Thì vừa qua cũng ngập tràn trên con đường này giữa hai hồ. Tình hình ở Tịnh Tâm đây. Mình vừa vào đây ghi hình một vòng cập nhật chụp thời tiết ngày hôm nay để cho bà con xa gần được biết nha. Cũng nhiều người cũng rất muốn ngắm hồ Tịnh Tâm vào thời điểm những ngày lũ, nhưng mà vì là đi những tuyến đường khác cho nên là không ghé được những tuyến đường vực này. Hai bên của Tịnh Tâm hồ không được đẹp, cái là vì bèo lục bình á, cái lục bình nó mọc, nó phát triển, vậy là cái mưa lũ nó tan về nữa. Chờ hồi cách đây mấy tháng thì hồ này, khu vực này cũng được dọn sạch rồi, cũng có trồng một ít sen và cái hoa sen á, nhưng mà rồi bị mưa lũ nó cũng tàn phá hết rồi. Trừ bèo lục bình nó trôi về đây khá là nhiều, nó tập hàng động này, rồi nó cái bèo này nó sinh trưởng nhanh tốt lắm mọi người. Để khoảng vài tháng thôi là cái hồ này hình như là nó bao phủ hết luôn đó. Chắc là các công nhân chưa đi dọn kịp hay sao đó. Mặt bên này cũng có máy sạc, ở đây cũng có nhiều bạc đi câu cá hai bên khu vực hồ. Tình hình thời tiết cũng khá là ổn sáng đi. Lúc thì có mặt trời chói chang, lúc thì cũng lằn trong mây. Cũng chưa hoàn toàn là nắng gắt. Liếu ríu đó nha. Khu vực hồ Tịnh Tâm thì hai bên đi được làm hai cái vòng lấu nhà lục giác, hồi xưa chắc là của nhà vua đến đây thượng nguyệt uống trà làm thơ, và trong sử sách có để lại thì chắc nhiều người cũng biết rồi. Đây được nhiều cái cây chẹo lại để cho giữ sự an nguy của mùa bão đó. Hai bên và xung quanh đây thì cũng có cạnh những cái tiểu cạnh, những cái phiến đá nón bộ, nhưng mà chắc là du lịch ở đây cũng không được
phổ biến với lại ít người tới lui cho nên không được dọn sạch liên tục mà là xung quanh thì mọi người thấy này, cỏ nó mọc tùm tùm luôn. Đó, khu vực đường chúng ta vừa đi qua phía sau của mặt hồ. Đó, bao nhiêu là bèo lục bình nó trôi về đây. Phát triển rất là nhanh luôn. Và nếu như quan cảnh ở đây mà thực khách xa gần đến đây du lịch thường ngoan ở đây nhiều thì chắc chắn sẽ là có những cái biện pháp là dọn dẹp liên tục và trang trí thêm cảnh đồ ở đây để cho người ta vui chơi. Hình như khách cửa đến đây họ chỉ đến khu vực đường trực hồ thôi, họ cũng vô đây. À, những ngôi nhà mà lục giác này. Ở đây chắc là mọi trùng tú sửa chữa lại đấy. À, thấy gỗ đồ nó mới, nó còn mới mọi người nha. Yeah. Cũng không có chi ấn tượng lắm cho nên khách cửa ít đến đây. Ngoài kia là đường Đinh Tiên Hoàng. Dạ. Yeah. Đấy, hai bên này, hai cái hồ đi vào một khoảng sân rất là rộng. Đấy, hai cái vòng vòng mình người hay gọi là vòng lâu nha, thực sự cái ngôi nhà lục giác. Yeah. Đó, những cái tiểu cảnh đã nông bộ đó còn rất tất đây nhiều. À, như cũng đi vào khám phá du lịch nhiều cho nên là bỏ hoang này, cây cối ấm tùm. Dạ. Yeah. Đó, cảnh quan đi cây cầu, hai cây cầu đi vào hai bên mặt hồ đó mọi người. Ở giữa là con đường đường lên như là Lê Văn Hưu hay là Tà Quán Bự, nằm giữa hai cái hồ đó. Dạ. Yeah. Dạ thì cũng đi theo tiếng gọi của khán giả cùng một vòng yên vui thăm hồ Tình Tâm sau mùa bão lũ nha mọi người. Trong mùa bão lũ và cái đang còn nữa, tình hình thì cũng đang còn phức tạp về mùa mưa gió tại Huế nói riêng và miền Trung nói chung. Dạ. Đó, đối diện cũng là một cái hồ được làm bằng gỗ sau này mới trùng tu sửa chữa lại, làm tre để cọ nơi người ta đi ngang đi vào và tham quan du lịch. Đó, được rào chặn lại đây. Chắc là sợ người ta vô đây phá phát hay sao. Trên hồ bây giờ có cả thư giãn thì phần đông người chứ còn đến đây để mà khám phá du lịch thì chắc chắn có. Dạ, ít người quá. Đó, hai cái hồ rồng lẫn ở giữa là một con đường. Rồi. Đó, hồ bên đây thì rau muống mọc hai bên bờ hồ đấy. Dạ. Rồi, một vòng để cho mọi người biết thêm tình hình thời tiết tại thành phố Huế sáng nay, ngày 24 tháng 10 2022. Dạ. Thời tiết Huế đang ổn định, không mưa không nắng nha mọi người. Dạ. Để cho bà con có những cái thời gian đi làm ăn. Chứ mưa gió kéo dài rất là khó khăn cho bà con. Rồi. Đây là hồ Tình Tâm. Rồi, hy vọng mọi người xa gần biết thêm.